Xin kính chào quý vị và các bạn. Đến hẹn lại lên. Hôm nay tôi lại tiếp tục quay trở lại gặp quý vị các bạn gần xa. Một thông tin đến từ miền Trung thật là đau xót. Thưa các bạn, trước khi vào câu chuyện này, tôi không quên gửi tới cô chú anh chị cùng các bạn có một buổi tối bên người thân và gia đình thật là hạnh phúc và bình an. Các bạn biết không, trong những ngày qua là nói tới là cái thủy điện Rào Trăng Ba đó các bạn, Rào Trăng Ba, Rào Trăng Bốn ở là Thừa Thiên Huế, trong cái cơn lũ vừa rồi, mùa lũ vừa rồi, mưa to gió lớn đó, đã sập luôn nửa quả đồi luôn các bạn. Và khi sập quả đồi đó xuống á thì vô tình đè lên một lán trại, nó thuộc là tiểu khu 67 của bên cửa kiểm lâm các bạn, và trong đó lại có những người đó, là những người tức là bên là cán bộ để đi lên đó cứu nạn cứu hộ trên là cái thủy điện, thì không may bị chôn vùi dưới đó rồi các bạn, mất tích. Và ngày hôm nay tức là ngày 15 tháng 10 lúc 3 giờ thì đã tìm thấy được 7 nạn nhân nữa rồi các bạn, tức 7 thi thể nạn nhân. Đây là một điều chua xót nhất kể từ khi miền Trung bị lũ lụt đến nay. Cái vụ này là thực thương tâm nhất và nhiều người tử vong nhất, và trong đó có rất nhiều cán bộ cấp cao, có cả chủ tịch của Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền nữa. Thật là chua xót các bạn ạ. Đó, thì không biết tình hình rồi sẽ tìm có người nào còn sống hay không, nhưng đã tìm thấy 7 thi thể rồi các bạn. Và tính đến là 15 giờ ngày 15 á, tức là ngày hôm nay các bạn, tháng 10 á, thì lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 7 thi thể tại tiểu khu 67. Công tác tìm kiếm đang là tích cực triển khai. Thật là xót xa, đọc mà rớt nước mắt các bạn. Không ngờ cái mùa lũ năm nay tai hại như thế. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế á, thì xác định là tính đến là 14 giờ 30 á, thì ngày 15 tháng 10 lực lượng cứu hộ đó đã đưa các thi thể ra bên ngoài là 7 thi thể. Và theo ghi nhận của phóng viên thì an ninh á, quanh bệnh viện là quân y 268 của thành phố Huế á, được thắt chặt, và lực lượng là cảnh sát giao thông và dân phòng được triển khai phía trước cổng bệnh viện. Thì trước đó là lúc 13 giờ là sở chỉ huy tiền phương cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể, tức là trước đó cho các bạn. Và đầu tiên trong đoàn cán bộ gặp nạn hôm 12 tháng 10. Thông tin cụ thể của người tử nạn chưa được là các cơ quan thẩm quyền công bố, tại vì là chưa xác nhận được là những người tử nạn đó là người nào, danh tính như thế nào. Chưa, chắc trong tối nay hoặc ngày mai để xác nhận được danh tính. Và hiện là xe cứu thương của quân đội đưa những người tử vong về bệnh viện. Đó là nguồn tin này nói như vậy. Và chiều ngày 15 tháng 10 á, là Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã họp trực tuyến với Sở Chỉ huy Tiền phương và các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Thì trưa ngày 15 tháng 10 á, theo thông tin từ Sở Chỉ huy Tiền phương, sau khi khoanh vùng được vị trí tiểu khu 67, lực lượng công binh đã sử dụng nhiều máy múc để đào lớp bùn để tìm người mất tích. Và lực lượng chức năng đã tìm được khoảng 5 mũ cối nghi là tư trang của những người là bị nạn. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thì cho biết lực lượng cứu nạn cứu hộ đã xác định được vị trí của 13 cán bộ chiến sĩ mất tích tại là khu 67, trạm kiểm lâm là Sông Bồ. Quá đau thương, đọc mà không chịu được các bạn ạ. Và tỉnh đã huy động là thêm 10 xe múc để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Và công tác tìm kiếm đang được là tích cực triển khai với là quyết tâm là tiếp cận và đưa được nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất. Thì trước đó là các bạn biết không, thì đã hơn 300 người cùng các phương tiện là cơ giới và được huy động để tham gia và cứu hộ và khôi phục là tuyến đường 71 để vào là tiểu khu 67, vào Rào Trăng 3, Rào Trăng 4. Và lực lượng cứu hộ thì đã tìm kiếm được
đưa được 19 người gặp nạn về thành phố Huế để kiểm tra sức khỏe. Đó là những người cứu sống được cho các bạn. Và còn ngoài ra là đưa được một thi thể công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 và đưa vào bệnh viện đa khoa Bình Điền để xác là nhận cái danh tính. Và theo thông tin từ Sở Chỉ huy Tiền Phương đặt tại xã Phong Xuân á, hôm nay các đơn vị sẽ tung đội chó nghiệp vụ vào gần là Rào Trăng, đưa chó vào và lên này huy động gần hơn 1.000 người, ghê gớm không các bạn, và 189 phương tiện các loại cùng 3 chó nghiệp vụ để tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đó thì các bạn thấy đó, và cũng đã tìm thấy được 7 thi thể cho đến nay, đến chiều ngày hôm nay. Quá xót xa cho miền Trung, đau thương. Đó. Thì từ lúc xảy ra lũ lụt đến nay, vụ ở Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 là vụ thương vong và đáng là thương nhất, xót xa nhất kể từ khi là miền Trung lụt bão. Và tình hình bão chồng bão, áp thấp chồng áp thấp, đang chuẩn bị là để áp thấp nhiệt đới là cơn bão số 8 là cứ hoành hành nữa hay không. Và đã mất tích mười mấy người, trong đó là có rất nhiều là một hai người cán bộ là cấp cao đó, và các chiến sĩ. Thì không biết tình hình rồi có người nào sống sót hay không, mà người nhà thì đứng xung quanh cái vùng đó, coi như là cả cái huyện Phong Điền là coi như là thức trắng, không ngủ được, trông ngóng người nhà, rồi những tiếng khóc gào thét rất là thảm thiết, rất là não lòng. Một quả núi rất là lớn các bạn, thì cán bộ là chiến sĩ rồi để mà đi lên trên là cái Rào Trăng, cái thủy điện Rào Trăng 3 để cứu hộ, thì đến đó mưa to quá, gió lớn quá, thì vào cái tiểu khu 67 này là một cái nhà của kiểm lâm để trú, thì không ngờ là núi nó sập xuống đè luôn cái nhà. Không biết là nói như thế nào được các bạn. Đây quả một điều rất đau thương. Đọc những cái thông tin này tôi không biết thế nào, nghẹn lời luôn. Và còn tiếp tục để cập nhật tìm thêm những là thi thể còn lại, tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn. Và tôi cũng rất là cầu mong sao cho là mùa mưa lũ qua mau. Và các bạn xem video thấy hay, các bạn cùng chia sẻ rộng rãi để chúng ta cùng hướng tới là núm ruột của miền Trung. Và đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.